Hôm nay sẽ học cái bài nói về tác dụng sinh lý của dòng điện xung, chỉ định và chống chỉ định của dòng điện xung. Thì tác dụng sinh lý là nhờ vào sự lên xuống của cường độ xung. Độ dốc lên xuống càng dựng đứng bao nhiêu thì kích thích càng mạnh, tác dụng ức chế cảm giác và giảm trương lực cơ. Tác dụng này đến nhanh khi mà tần số lớn hơn 6 Hz. Tần số gây ức chế tốt nhất là 100 Hz đến 150 Hz. Từ những tác dụng chung mà nhất nêu trên thì do đặc điểm về hình thể và cường độ, tần số xung của các dòng điện xung mà có thể có những dòng là dòng radix, tức là dòng gai nhọn đấy, là tần số là 100 Hz, chủ yếu là dựa vào kích thích mạnh. Và tuy nhiên là dùng lâu thì sẽ gây ức chế dòng lê đất, dòng chữ nhật từ 100 cho đến 1.000 Hz, tùy tần số, thời gian xung, thời gian nghỉ mà nó có những tác dụng hưng phấn hay là ức chế mạnh. Dòng lavi-vu-vơ thì dòng này là dòng lưỡi cày, độ dốc thì nó thoai thoải, ứng dụng tốt trong trường hợp là cơ và thần kinh bị tổn thương. Dòng bnAT, dòng này là dòng sinh hình sinh 50 cho đến 100 Hz, ứng dụng tốt trong trường hợp cơ và thần kinh bị tổn thương. Và tuy nhiên dòng 50 Hz thì có tác dụng kích thích trội hơn, dòng 100 Hz thì có tác dụng ức chế trội hơn. Tác dụng điện phân của dòng bnAT cũng mạnh hơn. Dòng giao thoa thực tế có tần số từ 10 cho đến 100 Hz, phát ra trong tổ chức ở sâu, nó tác dụng đến những bộ phận ở sâu, không tác dụng trên cảm giác bề mặt da, nên có thể tăng cường độ đến mức gây co cơ ở sâu mà bệnh nhân có thể chịu được dễ dàng. Tác dụng ức chế hay hưng phấn tùy tần số. Vậy thì chỉ định chính của dòng điện xung là gì? Đó là nó sẽ kích thích các cơ bị bại liệt, nó sẽ chống đau, tăng tuần hoàn ngoại vi, và khi có hiện tượng co thắt mạch, phù nề, sưng huyết tĩnh mạch. Chống chỉ định là sẽ sốt và các khối u, bệnh lao là người bệnh không đồng ý điều trị. Chống chỉ định tuyệt đối trong trường hợp mất cảm giác ở vùng điều trị. Chống chỉ định tương đối trong rối loạn cảm giác, huyết khối hoặc là do tắc mạch, có thai, không điều trị ở vùng lưng, bụng. Khuynh hướng là bệnh nhân sẽ mang máy cảm nhiệt có di vật kim loại ở bên trong cơ thể. Vậy thì ta cần phải lưu ý được điều gì khi mà học cái bài tác dụng sinh lý dòng điện xung và chống chỉ định của dòng điện xung trong cái môn ứng dụng điều khiển sinh học? Đó là ta phải tác dụng, đối với tác dụng sinh lý thì nó có tác dụng kích thích, tác dụng ức chế. Đối với kích thích thì nếu mà độ dốc của dòng xung càng lớn, càng dẫn đứng bao nhiêu thì kích thích càng mạnh. Đối với ức chế thì tác dụng này là tần số lớn hơn 60 Hz, tần số gây ức chế tốt nhất là từ 100 Hz đến 150 Hz. Dòng radix là dòng gai nhọn, là nó tác dụng kích thích mạnh, dùng lâu thì nó sẽ gây ức chế. Dòng gai đất là dòng này có xung hình chữ nhật, chính vì xung hình chữ nhật cho nên độ dốc nó cũng khá mạnh, cho nên nó tác dụng là hưng phấn, ức chế mạnh hơn. Đấy, dòng hình lưỡi cày, dòng này thì quá rõ rồi, dòng này độ dốc nó thoải mái và ứng dụng trong trường hợp là cơ và thần kinh bị tổ đã bị tổn thương. Đấy, dòng bnAT tức là dòng hình sinh ấy, thì ứng dụng tốt trong trường hợp cơ và thần kinh bị tổn thương. Tuy nhiên dòng 50 Hz có tác dụng kích thích tốt hơn, dòng 100 Hz có tác dụng ức chế tốt hơn. Dòng giao thoa là 10 đến 100 Hz thì phát sinh ra ở sâu, tác dụng chỉ là tác dụng ở bộ phận ở sâu thôi. Vậy thì chỉ định là trong các trường hợp bại liệt, chống đau, tăng tuần hoàn ngoại vi, hoặc là hiện tượng co thắt mạch, phù nề, sưng huyết tĩnh mạch. Còn trong trường hợp chống chỉ định thì các bạn chưa đọc lấy và nó ít được ứng dụng trong trường hợp này.